dao và thau để trộn cám băm rau cho gà nhé. Đây là chuồng gà của mình, gà hơ bông. Đây là gà hơ bông. Mình nuôi một trống ba mái, nhưng mà chắc là mai bắt thêm một con nữa, con mái nữa. Đang đẻ rồi, đẻ được chục quả rồi đấy, nhưng mà mình ăn. Còn đây là gà thường, một con đã nghèo chuẩn bị đi đẻ rồi. Mấy bạn này cũng đẻ được nhiều quả rồi. Đây, bạn kia chắc đang tìm ổ để đẻ. Và bên này là mình để dành nuôi gà tiên yên nhé. Tiên yên cũng nuôi gà đẻ luôn. Mình rắc hơi ít chấu, chưa cho chấu thì đã, lúc nào rảnh thì cho thêm chấu. Đây này, mình nhà mình có cái này bỏ đi không? Có cái tấm nót trải thềm ấy, bỏ đi đây là mình quay vào để cho chấu nó đỡ bắn ra ngoài. Để khi mà gà nó bới chấu ấy thì nó không bị bắn ra ngoài nhá mọi người nhá. Còn cái chiều này á, bữa trước mình làm nó khoảng 30 phân thôi, nhưng mà gà mà bới thì chấu vẫn bắn ra ngoài, nên là mình lại ken thêm. Thế chắc chỗ này nó phải vào 60 phân. Từ trên dưới đất này lên trên này phải 60 phân. Còn đây là máng cho ăn. Máng cho ăn của mình á. Mình để cái máng này không này, máng nhựa không ấy thì nó bới thì nó tung hết ra ngoài đất này. Nên là mình phải ken thêm cái này vào để cho nó cao lên cho nó đỡ bắn ra ngoài ấy. Còn đây là máng nước, nước quẩn rồi đấy. Nước đây này là nó thấp và chấu nó ra này. Chấu nó ra nên là nó được chữ hôm thôi, nó đã bẩn rồi. Nhưng mà tí nữa mình thay thì nó vẫn sạch hơn. Và đây là bên này. Bên này thì mình làm cái máng này nó cao hơn với cả cái miếng này. Thì khi mà nó bắn thì được bắn vào trong ấy, thì gà nó mà lúc ở bên ngoài có hết thì bên trong nó có thì nó dính dớp thì nó đói thì nó tự bới ấy, nó tự tìm ăn ấy. Đấy là mình làm cái máng ăn.